Và ok, chào tất cả các ông, chào mừng tất cả các ông đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi, ở trong video ngày hôm nay, do là có quá là nhiều bạn kêu là anh ơi, tại sao hổm giờ em thấy anh rất là ít ra những cái phiên bản menu farm để cho tụi em sử dụng. Thì hầu hết hổm giờ là tôi tập trung về những cái cloud cũng như là hỗ trợ cho tất cả các ông về những cái clean mới nhất thôi. Thì công nhận là hổm giờ tôi khá là ít ra về những cái phiên bản menu farm mới cho cái tựa game Lockwood. Thì chính vì thế, trong video ngày hôm nay để bù đắp lại cho tất cả mọi người thì tôi xin được phép gửi tặng đến cho tất cả mọi người hai thứ. Cái thứ đầu tiên thì như mọi người đọc tiêu đề thì mọi người có thể biết rồi, đó là về một cái phiên bản Codex hoàn toàn không cần cái cây vĩnh viễn luôn nha mấy ông. Và cái Codex không cần cái cây vĩnh viễn này á, là nó sẽ hỗ trợ cho iOS lẫn Android luôn. Đó, thì hai máy nào cũng có thể sử dụng được luôn ha. Lý do tại sao mà tôi lại bảo hai máy nào cũng có thể sử dụng được thì tí thì mọi người sẽ biết ha. Còn tiếp theo nữa là cái thứ hai là tôi sẽ gửi đến cho tất cả các ông một cái phiên bản menu farm cực kỳ là VIP luôn. Đó, vừa VIP vừa ngon và đặc biệt là không cần phải ghép cây hoàn toàn 100%. Và bây giờ thì mời mọi người cùng đến với cái Codex không cần ghép cây vĩnh viễn trước đi ha. Rồi sau đó thì tôi sẽ review cái bản menu này sau. Let's go. Và ok mọi người ơi, thì đây, thì như trên màn hình của mọi người có thể thấy là hiện tại là tôi đang trong cái phiên bản Codex nha mấy ông. Thì khi mà xem tới đây á, thì sẽ có rất là nhiều ông bảo á, là lý do tại sao mà tôi bảo á, là tôi sẽ gửi đến cho tất cả các ông về cái phiên bản Codex không cần gắt cây vĩnh viễn. Nhưng mà tại sao á, khi mà vào á, thì nó lại bảo là mấy ông là bắt buộc phải gắt cây đúng không? Rồi, thì trong phút này thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi nói cho tất cả các ông nghe ha. Thì để có thể sử dụng được cái phiên bản Codex mà không cần gắt cây vĩnh viễn á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trong cái nhóm Discord của tôi ha. Tại vì trong nhóm Discord của tôi mới thêm vào một cái con bot hỗ trợ cho tất cả các ông bypass hay Codex cực kỳ ngon luôn. Đó, thì mấy ông sẽ không có cần phải vượt link hay là làm bất cứ cái gì hết ha. Mấy ông chỉ cần làm đúng một cái nhiệm vụ, đó là mấy ông copy cái link gắt cây rồi sau đó mấy ông vào trong cái nhóm của tôi, mấy ông sử dụng bot mấy ông lấy cái cây thôi. Thì nói đâu đó là trong vòng là khoảng 3 giây thì mấy ông đã có thể khó được cái cây rồi mà không cần phải làm bất cứ cái gì hết. Đây thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông luôn. Đầu tiên khi mà mấy ông vào trong Codex Android hoặc là trên iOS á thì nó sẽ yêu cầu mọi người là phải gắt cây đúng không? Thì ở đây á mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái chữ là copy wallet link cho tôi. Đó, mọi người nhấn vào như thế này thì nó sẽ thông báo là mọi người đã copy cái link gắt cây thành công rồi. Thì bây giờ mọi người chỉ cần thoát ra ngoài màn hình chính này. Rồi sau đó mọi người vào trong cái nhóm Discord đặt THG ha. Thì nhóm này tôi sẽ để dưới phần bình luận game hoặc là mô tả luôn. Đó, ở đây thì tôi sẽ vào cho mọi người xem nè. Và rồi thì như trên màn hình của mọi người có thể thấy là hiện tại là tôi đã vào trong cái nhóm đặt THG của tôi rồi ha. Rồi thì cái nhóm này là dành cho những bạn nào chưa biết thì tôi tạo ra nhằm một cái mục đích đó là hỗ trợ cho tất cả các bạn này cũng như là giúp cho tất cả anh em trong nhóm có thể giao lưu chơi game cùng nhau và giúp đỡ cùng nhau ha. Hoặc là đi săn level thang đồ cùng nhau thì các bạn có thể vào trong cái nhóm này. Thì nhóm này là theo kiểu là tôi tạo ra để cho mọi người có thể hòa đồng với lại là nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Và đặc biệt là trong nhóm thì nó có rất là nhiều cái chế độ cực kỳ là hay cho tất cả các bạn luôn ha. Đó, thì ở đây là để có thể mà bypass được cái hay của Codex thì đầu tiên là mọi người sẽ vuốt xuống. Thì trong cái nhóm thì nó sẽ có cái phần là bypass hay nè mọi người thấy không? Mọi người vuốt xuống nha, cái phần bypass thì nó sẽ có cái chỗ bypass hay nè, mọi người nhấn vào chỗ bypass hay cho tôi. Rồi, thì sau khi mà vào bypass hay xong thì đây là cái giao diện của nó ha mọi người. Đó, đây là cái chỗ mà để cho mọi người có thể bypass bất cứ hay của cái nào luôn. Ở trong đây là tôi có hỗ trợ cho tất cả các ông bypass hay của Acer X này cũng như là bypass hay Codex luôn ha, và đặc biệt là bypass hay Flusu đồ cái thứ luôn. Rồi, thì để có thể mà bypass hay được Codex thì đầu tiên là mọi người sẽ nhập cái dòng lệnh này cho tôi. Mọi người nhấn là sạc Code. Đó, mọi người nhấn sạc Code thôi thì nó sẽ ra hai cái con bot như thế này. Ở đây thì mọi người sẽ chọn cái con bot là có cái hình con nhân vật anime cho tôi ha. Đây mọi người chọn cái con bot này nè. Đó, chọn xong rồi thì nó sẽ yêu cầu mọi người là dán cái link gắt cây vào. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người dán cái link gắt cây vào cho tôi. Rồi thì sau khi mà dán vào xong rồi thì nó sẽ có như thế này ha. Ở đây bây giờ mọi người chỉ cần nhấn gửi. Đó, mọi người nhấn gửi một phát thôi thì lập tức là mọi người sẽ đợi cái con bot nó tiến hành nó bypass cho mọi người ha. Mọi người không có cần làm cái gì hết. Đây mọi người có thể thấy là hiện tại là nó đang suy nghĩ nè. Thì sau khi mà mọi người đợi một tí thì nó sẽ tiến hành nó bypass thành công ha. Thì sau khi mà thành công thì mọi người chỉ cần vào lại Codex thì mọi người sẽ sử dụng được bình thường và không có cần phải vượt link VT hay là gắt cây cái gì hết ha. Đó, thì do là cái Codex thì mọi người gắt cây thì mọi người phải qua ba bước xác minh, thì bởi vậy là cái con bot này nó hơi lâu một tí. Đây mọi người đợi một tí cho nó tiến hành nó suy nghĩ ha. Thì nó suy nghĩ hơi lâu thôi. Thì nói chung là mọi người chỉ cần đợi một tí thì nó sẽ tiến hành nó bypass thành công cho mọi người. Còn mọi người ơi, thì sau khi mà mọi người đợi cho nó load một tí thì nó sẽ hiện lên cái dòng như thế này nè. Đây cái dòng Codex Android nè mọi người thấy không? Đó, nó hiện lên là Uben Athena Launcher U Codex rồi cái thứ đó. Thì nói chung là mình đọc tiếng Anh thì nó hơi sai một tí. Thì khi mà nó hiện lên cái dòng như thế này là có nghĩa là mọi người đã tiến hành mọi người bypass cái hay Codex thành công rồi. Bây giờ mọi người chỉ cần thoát ra rồi mọi người vào lại trong cái Codex thì lập tức là nó sẽ tự động nó hiện lên cái bản nhạc script cho mọi người luôn mà mọi người không có cần phải gắt cây ha. Đó, thì ở đây là tôi đã tiến hành tôi thử và nó đã hiện lên này nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì sau khi mà nó hiện lên như thế có nghĩa là mọi người đã kích hoạt cái cây thành công rồi, coi như là bypass thành công rồi. Bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người thoát ra rồi để mọi người vào lại trong cái Codex ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi thoát ra tôi vào lại cho mọi người xem này.
Và ok mấy ông ơi, thì hiện tại là tôi đã tiến hành tôi vào đây trong cái tựa game Lockfoot này nè. Thì sau khi mà vào đây xong á thì mọi người sẽ đợi một tí thì nó sẽ tự động nó hiện lên cái bảng nhập script cho mọi người luôn. Đó mọi người thấy không? Thì đây là cái cách mà để cho mọi người có thể sử dụng CodeX mà không cần phải dắt cây vĩnh viễn ha. Và cái cách này thì nó sẽ hỗ trợ cho những bạn nào mà chơi trên iOS hoặc là Android, hai cái đều được luôn. Mọi người chỉ cần vào nhóm của mình và sử dụng bot dắt cây thôi. Vậy là thành công ha. Ok, và đó là cái cách mà đã hỗ trợ cho mọi người ghép được cái cây của CodeX này mà không cần phải vượt lên, cũng như là cách này sẽ sử dụng được vĩnh viễn. Còn bây giờ thì mời mọi người đến với cái bản menu farm ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Và ok mọi người ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm mà trong cái video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Thì đây cũng là một trong những cái bản menu farm có thể nói là mới vừa ra mắt vào khoảng 1-2 ngày gần đây thôi. Và nó cũng là một trong những cái bản mà tính cho tới cái thời điểm hiện tại là không cần phải gắt cây nha tất cả các ông. Không cần phải gắt cây nhưng mà vẫn có thể sử dụng được. Và như mấy ông có thể thấy là hiện tại là tôi đang sử dụng trên cái clean CodeX luôn ha. Đây, đó mọi người thấy không, có cái biểu tượng của CodeX nè. Đó, hiện tại tôi đang sử dụng trên nó luôn. Và đối với lại cái bản này thì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các ông hầu như là full tất tần tật những cái độ farm mới nhất luôn. Thì bây giờ thì tôi sẽ cùng review đến cho tất cả các ông ha. Thì đầu tiên á là nói về cái độ farm đi, thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông chẳng hạn như là farm level này, farm merit này, farm nói chung là rất là nhiều cái độ farm luôn. Đây có auto farm ball luôn ha. Thì hôm giờ có rất là nhiều bạn kêu là anh ơi tại sao anh không review về những cái menu farm nữa. Thì ngày hôm nay thì tôi tiếp tục nha mấy ông, đó chia sẻ đến cho tất cả các ông cái menu farm không cần gắt cây cực kỳ mới và cực kỳ ngon luôn. Đó. Thì trên kênh của tôi á là tôi luôn luôn là kiếm những cái menu mà cực kỳ ngon để có thể gửi đến cho tất cả các ông ha. Đó, đánh trời quá ngon luôn nha tất cả các ông. Bản này á thì về sau á là nó sẽ có thêm tiếng Việt nữa nha mọi người. Đó, tại vì tiếng Việt á là đang trong quá trình là update mọi người ạ. Về sau thì sẽ có thêm tiếng Việt nữa, thì bởi vậy á là mọi người cứ thoải mái ha. Đó, farm rất là ngon luôn ha. Ngoài ra là có hỗ trợ cho mọi người farm mastery, farm hồng đạo này, rồi phần setting này. Phần setting thì chúng ta sẽ có là white scan trắng màn hình, black scan là đen màn hình, đồ cái thứ thì cái này để cho mọi người treo farm được ha. Đó, để cho mọi người treo farm. Rồi, ngoài ra thì đối với là bản này thì nó vẫn hỗ trợ cho mọi người chẳng hạn như là tự động nâng chỉ số, hỗ trợ dịch chuyển full đảo này. Full sale luôn nha tất cả các ông, full đảo full sale luôn. Đó, phần layer này hỗ trợ cho mọi người đi farm bounty, farm người chơi, David food, rồi rất là nhiều chế độ luôn mọi người ạ. Trời ơi, cái bản này nhiều chế độ thật sự. Có random trái nè, đầu tôi random thử nè. Random ra được cái smoke nữa. Và rồi thì nói chung á, cái bản này á thì về mọi người trải nghiệm á thì tôi nghĩ là mọi người sẽ trải nghiệm khá là lâu đó, tại vì nó có nhiều chức năng lắm, nó hầu như là full chức năng cho tất cả các ông luôn. Ngoài ra là nó vẫn hỗ trợ cho mấy ông là up tập full chức năng Ray V4 này, hỗ trợ cho mấy ông tìm tự động dịch chuyển tới đảo Kitsune này, tự động tìm đảo này, tự động nhập lửa linh hồn này, và những cái chức năng hỗ trợ cho mọi người đi farm Qterosat đồ là có đầy đủ luôn ha. Rồi thì ở đây á bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test cái chức năng là auto farm level cho mấy ông xem. Đây auto farm level thì mấy ông chỉ cần chọn thôi, đó chọn rồi tích gọi là auto farm thì lập tức là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người tới cái chỗ farm level để nó tiến hành nó farm ha. Thì bản này á thì về chức năng farm thì chắc chắn là tôi sẽ không có phải nói thêm nữa rồi, tại vì hồi nãy á mọi người có thể thấy là nó đánh farm bounty á rất là mượt. Thì khi mà farm bounty mượt là chắc chắn là farm level nó cũng mượt y chang nha mọi người, có khi là mượt hơn luôn. Đó, bây giờ đợi thôi nào. Ông ơi, thì hiện tại á là như mấy ông có thể thấy nè, là tôi đã tiến hành tôi dịch chuyển tới cái đảo farm level rồi. Đó, nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh ha, và đánh rất là ngon luôn. Wow, một trong những cái bản menu farm có thể nói là mới vừa ra mắt và không cần nhấc cây, và cũng rất là lâu rồi thì tôi mới có cơ hội để review về những cái script. Thì bởi vậy á là nếu mà mấy ông thấy cái bản menu này ngon á thì mấy ông biết làm gì rồi đúng không? Chắc chắn là nên sử dụng thử nha. Rồi, còn bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi test luôn cái chức năng những cái chức năng này nè. Đây, chức năng là tự động mua thuyền rồi cái thứ này này. Auto ride boat là tự động mua thuyền nha mấy bạn. Đây, tự động mua thuyền, rồi tự động lên thuyền luôn. Wow, tự động mua thuyền, tự động lên thuyền và tự động dịch chuyển đi luôn nha mấy ông. Rất là ngon luôn ha. Đây, tự động lên thuyền, tự động dịch chuyển đâu đi luôn nè. Rồi, hiện tại là bị dính vô cái tảng đá rồi mấy ông ạ. Đó, thì như mấy ông có thể thấy nè là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mấy ông ra cái vùng biển tinh lặng 6 để tiến hành nó ngồi trên thuyền nó treo farm đánh Qterosat cho mấy ông luôn. Bản này hoạt động được bình thường và không hề bị lỗi những cái chức năng này nha mọi người. Quá là ngon ha. Thì đó là những gì mà trong video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Nếu mấy ông thấy video này hay, biết làm gì rồi đúng không? Nhớ like và subscribe nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều. Bye bye.